Shoichi Isurugi là người mang thân phận của Evod hay Bloodstar ở đoạn đầu của phim. Ông ấy là một cựu phi hành gia thám hiểm sao hỏa. 10 năm trước, quá trình thám hiểm này đã dẫn ông tới một di tích. Nơi này cất giấu một bảo vật được người trái đất gọi với cái tên Pandora Box. Nhặt được bảo vật và quay lại trái đất, nhưng ông cũng bị ký sinh với một thực thể ngoài hành tinh với tên gọi Evod. Và hắn ta mới thực sự là kẻ giật dây tất cả những sự kiện xảy ra trong Bill, chứ không phải là Shoichi như chúng ta từng tưởng tượng. Evod là một người ngoài hành tinh tại hành tinh Planet Blood. Anh trai của hắn ta, Kilbert, đã phá hủy toàn bộ cả hành tinh. Hắn ta cùng với một số đồng tộc của mình may mắn sống sót, đã mang hộp Pandora Box đi toàn bộ thiên hà, tiêu diệt và hấp thụ những hành tinh khác để duy trì sự sống cũng như nâng cao sức mạnh chủng tộc của mình. Cuộc chinh phạt của chủng tộc Blood đã bị ngăn chặn bởi nữ hoàng sao hỏa Verenas. Cô ta đã dùng toàn bộ quyền năng của mình để phong ấn sức mạnh của Evod trong cơ thể của Shoichi. Hắn ta là một người hoạt bát và hết sức thân thiện với tất cả nhân vật chính. Bản chất lương lẹo, lời nói xảo trá và đặc trưng của chiếc bottle Cobra không còn gì tuyệt vời hơn để thể hiện tính cách của tên Evod.